Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024. Nhân ngày khuyến học Việt Nam mùng 2 tháng 10 có phóng sự, tỉnh Hòa Bình lan tỏa phong trào khuyến học khuyến tài. Iran phát động một cuộc tấn công lớn vào Israel bằng cách bắn gần 200 tên lửa đạn đạo. Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo Iran sẽ phải trả giá. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 10, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai mở rộng thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNEID trên toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số dự và chỉ đạo hội nghị. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đề nghị, công tác lãnh đạo chỉ đạo giữa các bộ ngành trong chuyển đổi số phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả, phải chuyển biến được nhận thức và hành động. Việc triển khai mở rộng thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNEID toàn quốc, mục đích cuối cùng là phải phục vụ người dân, lấy nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử là cốt lõi để tập trung số hóa dữ liệu sức khỏe của người dân. Trên cơ sở thúc đẩy triển khai bệnh án điện tử, các ứng dụng phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc và cung cấp chia sẻ dữ liệu cho các nền tảng số y tế, nhằm phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Sau hơn 4 tháng triển khai thí điểm ở hai địa phương là Hà Nội và Thừa Thiên Huế, Hà Nội đã tiếp nhận trên 45.000 hồ sơ, Thừa Thiên Huế trên 5.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID, chiếm trên 70% tổng số hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của hai địa phương. Ước tính khi cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID sẽ giúp tiết kiệm khoảng 400 tỷ đồng mỗi năm cho người dân và xã hội. Ngày 2 tháng 10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai các văn bản mới về công tác xây dựng Đảng và giao ban công tác quý 3 năm 2024. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hội nghị đã quán triệt triển khai 9 văn bản mới về công tác xây dựng Đảng, hướng dẫn số 27 ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung chỉ thị số 35 ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, quy định 145 ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, quyết định số 143 ngày 3 tháng 5 năm 2024 của Ban Bí thư về ban hành quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện, quy định 142 ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ cùng một số quy định, quyết định quan trọng khác. Về thực hiện nhiệm vụ quý 3 năm 2024, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thành tổng kết phương hướng công tác nhân sự Đại hội 13 của Đảng và dự thảo phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Kết luận hội nghị, đồng chí trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu và những điểm mới, quy trình thực hiện trong từng quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tập trung tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Ban tổ chức cấp ủy các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự và tổ chức đại hội, chuẩn bị kỹ lưỡng công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Ngày 2 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2024. Tới dự có đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức,
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu. Đồng chí Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3, trưởng Ban Tổ chức Diễn tập Quân khu. Tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình và thành phố Hải Phòng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2024 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt nắm vững cơ chế vận hành, thực binh trong phòng thủ khu vực cấp tỉnh, nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền và khả năng tham mưu của cơ quan quân sự công an, các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh khi chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý, giải quyết các tình huống về quốc phòng an ninh có thể xảy ra trên địa bàn, đồng thời kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh, làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung các phương án kế hoạch tác chiến của tỉnh, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, chủ động phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không bị động bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2024 có quy mô lớn, địa bàn rộng, với nhiều nội dung mới, nhiều đơn vị thành phần lực lượng tham gia. Để cuộc diễn tập diễn ra đúng ý định và đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo. Một, quán triệt, vận dụng sâu sắc các quan điểm, cơ chế, tư tưởng quốc phòng quân sự của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn, phù hợp với điều kiện của tỉnh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng trong xây dựng khu vực phòng thủ, xác định quyết tâm, đề cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tập trung nỗ lực, cố gắng cao nhất để thực hiện tốt các nội dung diễn tập đề ra. 2. Chủ động, sáng tạo trong thực hành diễn tập, phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, năng lực tham mưu của các sở, ban ngành, đoàn thể, vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an trong xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. 3. Quá trình thực hành diễn tập phải vận dụng thật tốt giữa lý luận với thực tiễn, giữa chức năng, nhiệm vụ của từng ngành gắn với địa phương trong từng điều kiện, tình hình cụ thể ở các trạng thái quốc phòng, đảm bảo vừa phục vụ phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo xây dựng, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 4. Chấp hành nghiêm kế hoạch, nội dung, quy trình, thời gian diễn tập, lãnh đạo chỉ huy điều hành phải khoa học, linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các tiểu ban, các sở ban ngành đoàn thể trong thực hành diễn tập, nội dung diễn tập phải sát với thực tiễn, phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, tiết kiệm và hiệu quả với phương châm đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và an toàn. Ngay sau khai mạc diễn tập, các thành phần trong khung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ theo đúng kịch bản, đảm bảo nội dung theo yêu cầu. Ngay sau khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024, các thành phần trong khung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã nhanh chóng triển khai, thực hiện các nội dung diễn tập vận hành cơ chế theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập. Trước diễn biến phức tạp của tình hình trên cả nước và trong tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã họp và thống nhất tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng, ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, hội nghị đã quán triệt sâu sắc văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét đánh giá tình hình một cách toàn diện. Những nội dung biện pháp lãnh đạo chủ yếu đã được thảo luận thống nhất, làm cơ sở để các cấp các ngành quán triệt.
cụ thể hóa theo chức năng nhiệm vụ nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nhanh chóng ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nằm trong khung chương trình diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh năm 2024, ngày 2 tháng 10 đã diễn ra hội nghị Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng tỉnh chủ trì hội nghị. Các đại biểu đã được quán triệt các quyết định, mệnh lệnh của cấp trên, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị đã tiến hành thảo luận thống nhất cao với những nhận định, đánh giá tình hình và các biện pháp chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết luận hội nghị, phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho các cơ quan đơn vị. Đây là hội nghị có ý nghĩa thống nhất chỉ huy, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng để thực hiện thắng lợi chủ trương, biện pháp lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng ngày, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2024 và đại biểu quân khu 3 đã tham quan Sở Y tế, thực hành triển khai bệnh viện dã chiến thu dung điều trị. Bệnh viện được bố trí với quy mô 150 giường bệnh, có nhiệm vụ tiếp nhận thương bệnh binh từ tuyến trước chuyển về, tổ chức phân loại cứu chữa cơ bản và cứu chữa chuyên khoa cho thương bệnh binh theo tuyến và bệnh binh mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tổ chức pha chế dịch truyền và một số loại thuốc thông thường, tổ chức chiến đấu tại chỗ bảo vệ thương binh bệnh binh. Cùng ngày, huyện Đà Bắc tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đà Bắc năm 2024. Cuộc diễn tập diễn ra trong 3 ngày với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ và giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh trật tự. Nội dung diễn tập được chia thành 3 giai đoạn. Ngay sau khai mạc đã diễn ra hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Hội nghị Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng của huyện triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Hội nghị Đảng ủy Công an huyện mở rộng thông qua kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và các nội dung theo kế hoạch. Huyện Lạc Sơn đã tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lạc Sơn năm 2024. Với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập diễn ra với quy mô lớn, phạm vi rộng, diễn ra cùng với quá trình diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh, phải huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia. Do đó, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập huyện Lạc Sơn đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là phương tiện thực hành diễn tập, đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng và địa phương tham gia diễn tập nhằm đảm bảo an toàn đúng kế hoạch. Ngày 2 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30 tháng 9 năm 2024. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2024, kế hoạch vốn đầu tư công vốn ngân sách nhà nước của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao là 3.430 tỷ đồng. Số vốn đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua là gần 3.764 tỷ đồng, trong đó nguồn thu từ sử dụng đất tăng trên 233 tỷ đồng, vốn đầu tư khác tăng 100 tỷ đồng. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, số kế hoạch vốn đã giải ngân là 1.725,7 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ và đạt 46% vốn Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chi tiết đến từng dự án. Tính đến hết tháng 9 năm 2024, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh đạt kết quả cao hơn so với trung bình cả nước, theo báo cáo của Bộ Tài chính. Ước giải ngân trung bình tháng 9 năm 2024, cả nước ước đạt 47,3%. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh vẫn thấp hơn yêu cầu của tỉnh ủy tại hội nghị giao ban chuyên đề quý 1 năm 2024. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 đạt tỷ lệ giải ngân trên 70% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung. Nguyên nhân một số dự án không đạt tiến độ giải ngân là do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn đất đắp, khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn.
Tôi đề nghị đầu tiên sẽ tức là phải báo cáo chi tiết là từng cái chủ đầu tư một, nguyên nhân khách quan là gì, chức quan là gì, chủ yếu đi vào khách quan nhá, thì lúc đó mới có cái chế tài xử lý được. Điều chỉnh nguồn vốn là giao cho sở khoa đầu tư, các ông chí tham mưu cho cái việc này, sẽ không bằng thì giao cho cái chủ đầu tư thôi, đúng không? Cái này vừa tuyên truyền vừa vận động báo cáo ấy, để các ông chí cũng gắn thôi mà cũng viết như hôm nay thôi, cũng phân nhóm ra như thế. Đấy, để thấy rằng là anh nào làm tốt thì phải khen, chứ sau này còn đưa vào bình bầu cuối năm thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách điều hành, luôn luôn sáng tạo và đổi mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu trong những tháng cuối năm phải tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc giải ngân, giao ban thường xuyên, báo cáo tiến độ với Ủy ban nhân dân tỉnh. Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt kế hoạch đề ra, đảm bảo nguồn vốn nhà nước được sử dụng hiệu quả. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, tỉnh Hòa Bình lan tỏa phong trào khuyến học khuyến tài. Sớm ổn định dân cư cho các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập luôn được các địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn tỉnh đã có sức lan tỏa và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sông họ Vũ ở xóm Lãi, xã Tây Phong, huyện Cao Phong hiện có 25 hộ gia đình với 113 nhân khẩu. Trong thời gian qua, Ban khuyến học sông họ đã thực hiện việc phối hợp giữa gia đình, sông họ, nhà trường trong quản lý giáo dục, động viên con cháu học tập. Các thế hệ học sinh trong sông họ ngày càng có nhiều em học chăm, học giỏi, đạt thành tích cao qua các kỳ thi. Số lượng học sinh thi đỗ vào các trường đại học ngày càng cao. Hàng năm cứ vào cái dịp 16 tháng 12 hàng năm thì chúng tôi đều tổ chức là họp mặt, tức là ngày đó theo sử sách các cụ để lại đó là ngày dỗ tổ họ Vũ. Thì các gia đình và các cháu đều có mặt tề tựu về gia đình nhà trưởng họ, trưởng ban để làm các cái thủ tục lễ để dâng lên cúng tổ đường. Và cái thứ hai nữa là cha mẹ các cháu in ấn giấy tờ, photo các cái giấy khen tiêu biểu xuất sắc của các cháu trong cái chi họ, dòng họ để làm cái nhiệm vụ, tức là vinh danh, khen thưởng cho các cháu. Trong thời gian qua, Hội khuyến học huyện Cao Phong đã đẩy mạnh phong trào toàn dân học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện. Rất là nhiều cái phong trào lan tỏa, ví dụ như các xã Tây Phong có các mô hình là các dòng họ học tập, rồi thì các câu lạc bộ, nhất là câu lạc bộ liên thế hệ phối hợp với lại hội người cao tuổi. Còn ở xã Bắc Phong thì rất là nhiều các câu lạc bộ đã được lan tỏa và phát triển để giúp cho người dân học tập, không phải là chỉ có học tập về kiến thức mà học tập về lối sống, rồi học tập về cái bảo tồn văn hóa, rồi nói chung là rất nhiều. Chính vì vậy thì trong những năm vừa qua thì khuyến học huyện Cao Phong đạt được kết quả rất là tốt. Đến nay toàn tỉnh có 1.482 chi hội khuyến học với trên 230.000 hội viên, đạt 28,2% dân số trong tỉnh, trên 170.000 gia đình học tập, 1.413 dòng họ học tập, 1.320 cộng đồng học tập, gần 600 đơn vị học tập, trên 155.000 công dân học tập được công nhận. Các phong trào khuyến học khuyến tài đang có sức lan tỏa như tiếng chống khuyến học, nuôi lợn nhựa tiết kiệm khuyến học, chương trình học bổng Hòa Bình thắp sáng ước mơ, học bổng học không bao giờ cùng, ba đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, đỡ đầu học sinh giỏi thành tài, đỡ đầu học sinh khuyết tật vươn lên. Cùng với đó, các cấp hội khuyến học trong tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Đến nay, các cấp hội đã huy động trên 39 tỷ đồng, giúp cho hàng nghìn lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Thực hiện cái chương trình khuyến học khuyến tài năm 2024 thì hội khuyến học đã tiếp tục triển khai các cái hoạt động rất là sôi nổi trong cái tháng khuyến học, tiếp tục là cái phát động cái phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ hội viên, cũng như là tăng cường cái sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền trong cái việc mà khuyến khích động viên người dân thi đua học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Cuối năm thì sẽ có bình xét khen thưởng cho các cá nhân tập thể làm tốt công tác khuyến học.
Hội khuyến học tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, tăng cường củng cố xây dựng các chi hội dòng họ hoạt động có hiệu quả, tích cực vận động các đoàn thể, tầng lớp nhân dân tham gia công tác khuyến học khuyến tài, góp phần lan tỏa phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, sau hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều vết nứt và điểm nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng tài sản của nhân dân. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp đã di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ cao về thiên tai đến nơi an toàn. Theo thống kê, đến ngày 26 tháng 9, còn khoảng trên 300 hộ dân vẫn chưa về nơi ở cũ, cần được bố trí quỹ đất tái định cư hoặc xen ghép. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Kể từ khi cơn bão số 3 Yagi đi qua, đến nay đã gần một tháng, gia đình ông Nguyễn Văn Hải ở xóm Tiểu Khu, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình sống trong cảnh nỗi lo mất nhà. Vì toàn bộ nền móng tường nhà có các vết nứt dẫn đến sập nhà bất cứ lúc nào. Theo vận động của chính quyền địa phương, gia đình ông Hải chưa được quay về nhà khi chưa đảm bảo an toàn. Hiện nay, gia đình ông Hải đang ở tạm trên bè cá, chưa ổn định cuộc sống lâu dài. Tôi đã ở đây thì cũng được năm nay là 33 năm rồi. Cơn bão số 3 này nó làm ảnh hưởng dục dịch đến gia đình. Bây giờ thì nhà cửa tan nát hết rồi, không còn cái gì nữa để mà ở nữa. Bây giờ phải chuyển ra bè cá ở thì bè ở tạm cái thuyền tạm bợ như thế. Rất gì là cách cách và phức tạp. Đấy, nước nơi ăn chỗ nào nước bây giờ cũng không còn, có mỗi cái giếng nước thì bây giờ nó vùi lấp luôn. Thì mong rằng bây giờ bên nhà nước có biển hỗ trợ cho cái chỗ nào, cái mảnh đất nào gọi là để dung thân, thứ hai thì cho gia đình sống cho nó an toàn, còn cái chỗ này thì không thể ở được nữa. Vì lâu dài sau này cũng mong các cấp chính quyền cấp trên là tạo điều kiện là có một cái vùng di rời dân để cho dân có đảm bảo ở nơi an toàn hơn. Qua rà soát trước mùa mưa bão 2024, trên địa bàn tỉnh hiện có 100 điểm với hơn 6.000 hộ dân bị ảnh hưởng, có nguy cơ thiên tai cao, cần có phương án bố trí sắp xếp ổn định dân cư hoặc xây dựng hạ tầng kỹ thuật ổn định đời sống cho người dân. Đặc biệt, ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện thêm nhiều các vết nứt, sụt lún và nhiều điểm sạt lở đất đá từ ta luy dương. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân. Toàn tỉnh có trên 2.300 hộ bị thiệt hại về nhà ở, 2.200 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn, di rời khẩn cấp 230 hộ dân tại 5 điểm sạt lở tại các huyện, thành phố như Đà Bắc, Lạc Sơn, Lương Sơn, Mai Châu và thành phố Hòa Bình. Sau bão, đã có trên 1.928 hộ đã quay về nơi ở cũ, hiện còn khoảng hơn 300 hộ vẫn đang sơ tán, chưa về nơi ở cũ, cần bố trí quỹ đất tái định cư hoặc xen ghép. Tuy nhiên hiện nay, hầu hết các địa phương trong tỉnh chưa có nguồn kinh phí và bố trí quỹ đất. Khó khăn nhất của cái việc tái định cư hiện nay đó là tất cả những cái nơi mà tái định cư có thể là an toàn về lâu dài thì hiện nay chưa nằm trong quy hoạch nông thôn mới của xã. Cái thứ hai nữa là do cái quota đất cấp năm 2024 nó có hạn, cho nên cái này huyện cũng chưa có cái điều kiện để mà có quota đất để mà thực hiện trong năm 2024. Cái thứ ba nữa là cái kinh phí nguồn lực của huyện thì cũng không thể đảm bảo được để thực hiện là các cái khu tái định cư. Hiện nay tình hình thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là hiện tượng lũ quét sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi với mức độ ngày càng gia tăng. Vì vậy di dân ra khỏi vùng nguy hiểm sạt lở là việc làm cấp bách. Bên cạnh đó, các địa phương chủ động lên phương án đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh để có những giải pháp tháo gỡ khó khăn về tái định cư cho các hộ dân, để người dân khu vực ảnh hưởng thiên tai sớm ổn định cuộc sống lâu dài. Phần tin quốc tế hôm nay xin được bắt đầu với những diễn biến tại Trung Đông, nơi Iran đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Israel bằng cách bắn gần 200 tên lửa đạn đạo. Ngay lập tức, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Iran sẽ phải trả giá vì đã tấn công đất nước của ông. Iran đã phóng khoảng 180 tên lửa đạn đạo vào Israel hôm thứ Ba theo giờ địa phương, 5 tháng sau cuộc tấn công trước đó bằng tên lửa và máy bay không người lái. Quân đoàn vệ binh cách mạng Iran, IRGC, cho biết cuộc tấn công này được thực hiện để trả đũa cho vụ giết hại các quan chức cấp cao của Hezbollah và Hamas và một vị tướng hàng đầu của Iran trong các cuộc tấn công gần đây của Israel.
trong khi IRGC cho biết 90% tên lửa của họ đã tấn công thành công các mục tiêu quân sự và an ninh của Israel. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đã đánh chặn được nhiều tên lửa trong số đó với sự trợ giúp của Mỹ và chỉ có một số ít thương tích được báo cáo. Sau cuộc tấn công của Iran, phát biểu tại cuộc họp của nội các an ninh ở Jerusalem, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố Iran đã phạm sai lầm lớn và sẽ phải trả giá cho điều đó. Israel đã phát động một cuộc xâm lược trên bộ vào miền nam Liban vào đầu ngày thứ ba với cái mà họ gọi là các cuộc đột kích trên bộ có giới hạn, cục bộ và có mục tiêu. Theo báo cáo, điều đó được thực hiện để di chuyển lực lượng Hezbollah có trụ sở tại Liban ra xa khu vực biên giới vì họ là mối đe dọa đối với người dân sống ở miền bắc Israel. Ngày 1 tháng 10, bà Claudia Sheinbaum đã tuyên thệ nhậm chức với tư cách là nữ tổng thống đầu tiên của đất nước Mexico. Bà Sheinbaum là một nhà khoa học nghiên cứu khí hậu, 62 tuổi và là cựu thị trưởng thành phố Mexico. Bà đã tiếp quản từ tổng thống sắp mãn nhiệm Obrador, một đồng minh thân cận trong đảng Morena cầm quyền nắm giữ đa số áp đảo tại Hạ viện với liên minh của mình, cũng như chiếm đa số tại Thượng viện. Tổng thống mới đã sử dụng bài phát biểu nhậm chức của mình để an ủi các nhà đầu tư, nói rằng tài sản sẽ được bảo vệ để Mexico vẫn là điểm đến an toàn cho đầu tư quốc tế, đồng thời nhắc lại rằng tỷ lệ nợ trên GDP hợp lý sẽ được duy trì và ngân hàng trung ương sẽ tự chủ. Về vấn đề bạo lực trong nước, bà được cho là có khả năng sẽ tiếp tục chiến lược của ông Obrador nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ và tránh đối đầu trực tiếp với các băng đảng. Bà Sheinbaum, người đã chia sẻ giải thưởng Nobel Hòa Bình với cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore vào năm 2007 vì công trình nghiên cứu về khí hậu của bà, dự kiến sẽ phục vụ nhiệm kỳ 6 năm cho đến năm 2030. Tại Thái Lan, một chiếc xe buýt chở học sinh và giáo viên đã đâm vào đường cao tốc gần Bangkok và bốc cháy, khiến 23 người tử vong, trong đó có 20 trẻ em. Theo chính quyền địa phương, thi thể của 20 trẻ em và 3 giáo viên đã được tìm thấy sau khi đám cháy được dập tắt trên chiếc xe buýt một tầng chở 44 hành khách. Các báo cáo cho biết 19 người trong số họ đã được giải cứu. Thủ tướng mới được bổ nhiệm Pee Tong Tan đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình, đồng thời cho biết thêm rằng các em học sinh từ trường tiểu học Wat Khao Praya đang trở về sau chuyến đi thực tế đến tỉnh Uthai Thani, cách thủ đô Thái Lan khoảng 250 km về phía bắc. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV, ứng dụng HBTV Go. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.